Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình live stream bởi vì đây là lần đầu tiên mình ở quê nhà, mình có cơ hội về ngày sinh nhật của bác. Hôm nay là 19 tháng 5 các bạn. Dân tộc Việt Nam chúng ta tự hào có một người anh hùng dân tộc, một người người đã khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay, các bạn thấy, và đưa đất nước Việt Nam chúng ta có chủ quyền độc lập và người dân Việt Nam không phải chịu ách nô lệ với lại thực dân Pháp và cuộc chiến xâm lăng của đế quốc Mỹ, đem đến nền hòa bình độc lập cho dân tộc mà đất nước Việt Nam ngày hôm nay các bạn thấy đổi mới phát triển không ngừng. Tình hình thế giới hiện nay rất là bất ổn, mà các bạn thấy ở Việt Nam cuộc sống của người dân Việt Nam rất là ổn định, đời sống của những tầng lớp lao động phổ thông rất là tất tần tật, họ công việc làm và họ họ luôn kinh doanh và bán buôn, tôi thấy rất là tốt. Các bạn thấy những quốc gia họ không có tự chủ, họ phải dựa vào những cái cường quốc khác để đặng mà sống. Các bạn thấy đất nước của họ tan hoang như là Ukraine và những cái nhiều quốc gia họ không có cái một cái hệ thống, những người lãnh đạo đứng đầu công minh làm cho đất nước bị trì trệ và chiến tranh tàn khốc. Các bạn thấy còn Việt Nam chúng ta có được những người lãnh đạo luôn luôn vì dân vì nước. Các bạn thấy như Bác Trọng là những người lãnh đạo rất là tuyệt vời, ngày đêm chống tham nhũng và xóa bỏ bớt những cái quan liêu trong xã hội để dân tộc mình ngày càng được có cuộc sống tốt đẹp hơn, đất nước ngày càng hùng mạnh hơn. Tôi trở về với quê hương tôi cảm thấy rất là tự hào, anh chị các bạn, rất là tự hào một dân tộc Việt Nam nhỏ bé nhưng mà luôn luôn tự cường và tự lực. Cũng nhờ có Bác Hồ mà Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đã sống trong một cái sự là hòa bình độc lập. Không những thế, Việt Nam ngày hôm nay ngoại giao hơn 150 quốc gia, các bạn thấy trên khắp mọi nẻo đường của thế giới, Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có mặt khắp nơi. Và người dân Việt Nam mình ngày hôm nay họ cũng có cơ hội, họ đi ra khắp thế giới, những người dân trong nước đấy, họ đi đến ngay cả những cái vùng đất như châu Phi, họ đem những cái văn hóa của nước Việt. Nhưng các bạn thấy những cái bạn thanh niên, tôi quên tên cái thanh niên mà đi qua châu Phi, các bạn thấy họ đem đến cho người dân châu Phi, khai dân trí họ, cho dân châu Phi có bữa ăn và cuộc sống tốt đẹp hơn, và đem cái lá cờ hình ảnh của người Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng đến với châu Phi và được dân châu Phi yêu mến dân tộc Việt Nam mình, phải nói là rất là tự hào. Chỉ có những kẻ bông nô, những kẻ mà phản bội tổ quốc vì những cái chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cá nhân, khi mà nó không đạt được những mục đích, nó quay qua xuyên tạc và chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng và Bác. Đó là những kẻ gọi là, tôi gọi là phản thúc, cũng như những thành phần mà ngụy nô, những thành phần tàn dư của chế độ cũ ở hải ngoại, chúng nó ngày đêm tìm đủ mọi cách xuyên tạc chống phá Việt Nam bằng mọi những thủ đoạn để đặng mà phá hoại cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta là những thế hệ sau này chúng ta cần phải tiếp nối con đường sự nghiệp cách mạng hào hùng của cha anh chúng ta để đất nước mình ngày càng thịnh vượng và phú cường, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Rất là tự hào anh chị ạ, mỗi ngày sống trên đất nước Việt Nam Việt thân yêu, tôi cảm thấy rất là tự hào là một cái người Việt Nam không nơi đâu bằng. Các bạn thấy ngay cả Mỹ hiện nay, những kẻ mà họ cuồng Mỹ, vậy cuộc sống của người dân lao động phổ thông vất vả trăm bề,
khi họ bế tắc, nó đủ thứ những cái vấn nạn trong xã hội, chính trị thì rối beng, người dân thì vất vả. Còn ở quê nhà các bạn thấy rất là bình yên, không có phải mà quá bất ổn như ở những cái quốc gia phát triển như Mỹ. Các bạn thấy tình hình ngay cả ở châu Âu cũng vậy, rất là bất ổn. Thế giới hiện nay vô cùng bất ổn các bạn. Các bạn thấy cuộc chiến ở bên Ukraine cũng vậy, đất nước tan hoang, người dân hứng chịu những cái nỗi đau của chiến tranh, chết chóc, tàn khốc. Trong khi đó ở quê hương mình, người dân đang sống trong hòa bình và độc lập, nhưng mà những kẻ xuyên tạc chống phá đất nước, chúng nó đâu không bao giờ để cho Việt Nam được gọi là yên nghỉ. Cho nên anh em chúng ta phải cùng chung nhau, những mỗi người một tiếng nói, góp phần bảo vệ sự bình yên của tổ quốc mà bao nhiêu xương máu anh hùng dân tộc đã hy sinh, cũng như là con đường cứu quốc của Bác Hồ Chí Minh, một vị lãnh đạo phải nói là rất là vĩ đại của dân tộc mình, rất là tự hào. Chúng ta có được một cái người anh hùng dân tộc như Bác Hồ Chí Minh, các bạn thấy con đường là cứu nước của Bác rất là vĩ đại, công ơn của người sánh như biển trời. Các bạn thấy tình yêu của Bác dành hết trọn đời cho tổ quốc và dân tộc, hy sinh cả một đời cho tổ quốc và dân tộc. Hôm nay là sinh nhật của Bác. Mỗi người anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính, bất vụ lợi. Chúng ta để một những giây phút nhớ về Bác, thương yêu một người lãnh đạo đã vì dân, vì nước, vì dân tộc cống hiến cả một đời cho tổ quốc. Người sống giản dị và phải nói là rất là vĩ đại. Thì hôm nay sinh nhật của Bác, mình cũng chia sẻ những tâm tình của mình trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Trên này mình cũng chia sẻ những thông điệp của mình về những cái cá nhân bản thân thôi, chứ mình cũng không có live stream hay là câu view, câu like hay là câu làm kênh gì nha. Nhưng một số anh em các bạn khi hiểu lầm, nghĩ rằng Lợi Minh ở trên này làm kênh rồi câu view, câu like. Những cái like của mình các bạn cứ chia sẻ theo cái tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, thấy cái gì nó hay thì mình chia sẻ với nhau để học hỏi, chứ mình không có cái ý đồ gì hết cả. Đối với mình chỉ cố gắng sống làm sao cho đúng với một cái người dân Việt Nam, và mình đền đáp công ơn những cái anh hùng dân tộc, họ đã hy sinh đổ máu cho tổ quốc của mình để đất nước mình được trường tồn như ngày hôm nay các bạn. Tôi sống ở Mỹ mấy chục năm, tôi nói các bạn, xã hội, chính trị và những cái nan đề của xã hội của nó ghê gớm lắm, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Khi đến đó rồi mới hiểu, mới thấy mà phải sống ở trên cái đất Mỹ, những cái mặt trái của nó rất là khủng khiếp, chứ không phải như những cái sự tuyên truyền láo phét bịp bợm của những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước Việt Nam mình ở bên Mỹ. Tụi nó phô trương những cái hào nhoáng bên ngoài, nhưng mà phía sau đó nó không có dám nói là những cái sự thật đâu. Tôi bảo đảm với anh chị các bạn, tụi nó rất là sợ những cái sự thật về nước Mỹ. Những cái đài xuyên tạc chống phá Việt Nam, những cái như thằng Son TV, thằng Trương Quốc Huy, rồi thằng Benny Trương, Tân Thái, tổ chức Việt Tân, rồi mấy cái đám cờ vàng cờ chó bên Mỹ. Tôi nói các bạn, tôi mà vào bình luận tụi nó là tụi nó nấc tôi ao liền. Những cái diễn đàn ở trên Facebook này cũng vậy, của tụi nó lập ra đó, bây giờ tôi đâu có vô bình luận nữa đâu. Tôi vô mà tôi bình luận là tụi nó knock tôi out. Nó không có cho cái bình luận của mình, nó không xét, nó không duyệt, nó không duyệt cái bình luận của mình. Nó khủng khiếp lắm. Con người của tụi nó rất là xảo quyệt.
nó rất sợ sự thật. Nó đi rao giảng dân chủ tự do rồi nhân quyền rồi thế này thế nọ, nhưng mà khi mà mình phản biện lại những cái sai trái của tụi nó là tụi nó bịt miệng ngay. Những cái tổ chức chống cộng rồi. Mấy thằng Việt Tân thì tôi vô mà tôi bình luận chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa là nó knock tôi out. Tại vì mình đưa ra những cái truyền thông rất là thực tế, ngay cả trên cái đất Mỹ mà nó đưa tải, ngay cả cái nhóm mà tội ác của Việt Tân cũng vậy, các bạn thấy nó rất là khủng khiếp. Mà ngày hôm nay nó dùng những cái hình ảnh nó mị dân để đặng mà nó ru ngủ những cái giới trẻ hay một số những người họ không hiểu. Bởi vì tôi về Việt Nam thì khi tôi nói chuyện với một số những người dân trong nước rồi những thành phần mà họ không hiểu về những cái thông tin đa chiều, họ họ bất mãn chế độ, họ bất mãn cơ chế, họ nhìn một số tiêu cực của cơ chế cái họ bất mãn, bắt đầu họ họ chống phá. Mà trong khi đó các bạn biết họ thừa hưởng được cái thành quả cách mạng và đất nước được bình yên, họ sống, họ làm việc và họ, các bạn biết, họ có công ăn việc làm ổn định và đời sống của họ. Mà họ quay qua họ bức xúc, họ ca ngợi mấy cái thành phần chống cộng ở hải ngoại, họ cho rằng những thành phần chống cộng ngoại là đúng, nhưng mà họ không nhìn thấy cái sự thật. Các bạn thấy tụi nó toàn là mỹ dân Photoshop cắt xén bài vẽ những cái điều mà nó không có sự thật, mà mình nhiều khi tôi phải đấu lý với họ. Các bạn thấy đấu lý với một số những người mà dân trong nước họ không hiểu anh chị, các bạn mình phải đấu lý với họ để cho họ hiểu được những cái sự tuyên truyền lão phét bịp bợm của những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại, cả một vấn đề chứ không phải giỡn đâu. Bởi vì nhiều khi tôi cảm thấy rất là lo lắng về vấn đề mà bên ban tuyên giáo mặt trận tổ quốc đồ, họ họ không có những người mà gọi là tầm cỡ để đặng mà tuyên truyền giải thích cho những người dân họ hiểu. Các nhiều người dân của mình họ họ bị ảo ảo tưởng về vấn đề mà tự do dân chủ nhân quyền ở Mỹ ghê gớm lắm. Họ bị ảo tưởng, họ chỉ nhìn thấy một số những cái tiêu cực và những cái mà nan đề của một cơ chế, bắt đầu họ quay qua là họ tiếp tay với những cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Nhưng tôi nói bà các bạn, có những lúc tôi đi nhậu nhẹt với những người mà dân trong nước mình ngồi nói chuyện rồi đề cập vấn đề chính trị chính em rồi để tôi hiểu coi cái cách của họ như suy nghĩ như thế nào, họ nói lên những cái điều nó chật lắc hết trơn à. Đấu lý với họ cũng nảy lửa chứ không phải là giỡn luôn. Mấy những cái cuộc mà đấu lý của tôi với họ, có những người họ còn mơ hồ, họ ngồi đó họ mơ tưởng những cái một cái chế độ nó không tồn tại nữa chứ, nó khủng khiếp như vậy. Các bạn thấy rất rất lấy làm tiếc, nhưng mà thì cũng mình cũng cố gắng mình đấu tranh về mặt trận tâm lý để giải thích cho họ. Cho nên con đường đấu tranh trên cái không gian mạng này nó còn dài lắm chị các bạn, nhưng mà mình không nên sờn lòng, phải phải kiên trì như những từng lớp cha anh chúng ta đã từng mà gọi là đấu tranh để giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Thôi một lần nữa mình xin chào quý bạn chị các bạn nha, chào anh Nghĩa Trần, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.